Chúa Giêsu Kitô mời gọi chúng ta tiếp tục yêu mến Thiên Chúa và yêu mến tha nhân. Giờ đây trong tâm tình sám hối, chúng ta xin Ngài tiếp tục chúc lành cho chúng ta, ban thêm sức mạnh để chúng ta có can đảm yêu tha nhân như chúng ta yêu Thiên Chúa. Oh,
ơn Chúa một nơi một lúc. Thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Nhờ con yêu dấu của Chúa, Chúa đã tạo thành nhân loại thế nào, thì cũng lấy lòng rất nhân từ mà tái tạo như vậy. Bởi đó, mọi loài thù tạo các cụm thờ Chúa, mọi người đã được cứu chuộc ở khắp nơi đều cung kính ca ngợi và các thánh đồng tâm chúc tụng. Vì thế, cùng với các thiên thần, chúng con không ngừng tôn hô Chúa.